Mấy chục người đến hết bên này đi. Em chào tất cả cô chú anh chị nhá. Chúc cô chú anh chị một buổi tối thật là hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nhá cô chú anh chị nhá. Hôm nay là có sản phẩm mới cô chú anh chị ạ. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Đấy, mọi người vào cho em xin cái chia sẻ cả nhà nhá. Đấy, sau bao nhiêu ngày Trâm ơi, cho nhỏ đi Trâm. Xem cho nhỏ đi chứ. Đấy, sau bao nhiêu ngày chờ đợi hôm nay là sản phẩm về cô chú anh chị ạ. Đấy, đợi mãi đợi mỏi mòn luôn. Ấy mọi người cho em cái chia sẻ đi cả nhà ơi, cả nhà cho em chia sẻ hôm nay có sản phẩm mới về này. Mọi người hóng lâu lắm rồi, hôm nay sản phẩm mới về nhá cả nhà nhá. Hôm nay sản phẩm mới về. Rồi cả nhà cho em cái chia sẻ nào. Chia sẻ lên trang cá nhân hay hội nhóm được. Đấy mọi người nhá. Thì để em giới thiệu sản phẩm này, tí em giới thiệu sản phẩm này cho. Sản phẩm này đây mọi người nhìn sơ qua này. Đó. Mọi người nhìn sơ sản phẩm này em vợ chồng em làm lâu rồi. Đấy nhưng mà hôm nay mới về được nhiều á. Ai em tưởng nay sếp còn nói là nay về rồi Hồng Đào nhá, nay về đang về nhà là bán hàng với cô chú anh chị này. Thế em nắng mấy cái đơn cô chú anh chị đặt trước đi. Đặt đóng combo đi, đóng combo đi. Ai cả nhà cho em cho nhạc tin gì nữa. Ừ, đang để nhạc hay mà. Em chào anh chị. Ok, chẳng cảm ơn Ngọc Ánh, chào Ngọc Ánh nhá. Hello Hải Sen, dạ cảm ơn Hiền Trần, cảm ơn cho Nguyễn Hữu An, chào Nguyễn Hữu An nhá. Ok, mọi người cho em xin cái chia sẻ đấy cả nhà ơi. Rồi ok, chị muốn mua thêm sâm tô nữ Hải ơi. Ok chị Anh Thư ơi, chị muốn mua sâm tô nữ, chị là ghi là sâm tô nữ xong là chị để lại số điện thoại cho em nhá chị nhá. Hôm nay em nhận được hàng rồi. Ok, cảm ơn chị Hoa Hướng Dương nhá. Chúc hai vợ chồng Hải bán hàng đắt hàng nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Anh Hải bán gì ạ? Mọi người chia sẻ cho em đi để em tí em giới thiệu sản phẩm cho hôm nay nào. Đâu rồi mọi người, cả nhà mọi người đẩy view cho em nào. Hôm nay sản phẩm mới về đấy. Em sẽ công bố giá cho cả nhà và cái công dụng của nó như nào. Chúc anh Hải bán hết hàng ạ. Dạ vâng, ok, cảm ơn mọi người nhá. Em xin giá với, ok. Đậu Thị Hoài ơi, đợi anh một xíu nha. Mọi người cho em cái chia sẻ đi, cho view nó căng căng đét đẹp luôn đi cả nhà ơi. Em chào anh, ok, chào Giao Huy. Chào anh chị Hải Sen nhé. Ok, chào Trang Bảo Lâm. Hàng về nhiều lắm. Có xin chú không anh ai? Không có xin chú em ơi. Chúc anh chị bán đắt hàng ạ. Dạ vâng, ok, cảm ơn Ngọc Ánh nha. Mọi người cho em cái chia sẻ nào cả nhà ơi. Cho em chia sẻ đi, nay sản phẩm mới về này. Đấy, em Hải là muốn những sản phẩm tuyệt vời nhất đến tay người tiêu dùng cô chú anh chị này. Đây đây mọi người chữ. Đồng hồ đâu ạ? Đồng hồ em cởi ra rồi, Với tắm xong. Đấy mọi người chia sẻ cho em nhá. Chúc anh chị bán đắt hàng. Ok mọi người cho em xin cái chia sẻ đi. Trang cá nhân hay hội nhóm được mà em cùi hết hàng ra. Đấy. Sâm tô núi này mọi người nhá. Bây giờ em hỏi mọi người nhá. Mọi người sâm tô núi em bán cho mọi người dùng tuyệt vời không? Em hỏi thật mọi người dùng tuyệt vời không? Mọi người cho em xin cái phản hồi đi. Cô chú anh chị nào. Cô chú anh chị em bán cô sâm tô núi là tháng này là tháng thứ 4 thứ 5 rồi. Đấy thì cô chú anh chị cho em xem cái phản hồi xem là sâm tô núi có tuyệt vời không? Có đúng như công dụng em giới thiệu cho cả nhà không? Đây, giúp giảm nám tàn nhang nếp nhăn này, giúp làn da căng sáng mịn màng đấy. Em bán rất là nhiều cô chú anh chị khắp mọi miền tổ quốc sử dụng rồi. Đấy. Và theo yêu cầu của cô chú anh chị là hôm nay có thêm một cái sản phẩm mới. Đấy, rất là tuyệt vời nữa luôn cô chú anh chị ạ. Chúc Hải vui may và nát ra và em cảm ơn nhá. Cô chú anh chị cho em cái chia sẻ nào, đẩy view cho em nào. Chúc hai vợ chồng cháu bán hết hàng nhé. Dạ vâng, chắc cảm ơn cô ạ. Chào em. Chào Hải, chúc em hạnh phúc nhé. Dạ vâng, em cảm ơn nha. Chúc anh chị bán đắt hàng. Thối vào khám đâu rồi ạ? Thối vào khám đang ngoài kia ạ. Đấy, cô chú anh chị Ngọc Ánh bán bà comment đấy thôi. Dạ vâng, cứ kệ đi ạ. Mọi người cho em cái chia sẻ đi cả nhà ơi. Đấy, bây giờ nha, cô chú anh chị phản hồi cho em là cái sản phẩm là sâm tô núi này. Đưa anh hộp sâm tô núi này. Ra đây gì? Có chân gà, kiếm chân gà. À, có chân đây gì đây, đây. Thoải mái đi, vào đây thoải mái đi. Đây. Thoải mái đi, trong bán được mà. Đây, cả nhà nhá, em bán sâm tô núi là nửa năm nay rồi. Cả nhà phản hồi cho em xem nó có tích cực không. Trên cả tuyệt vời. Ok, cảm ơn chị Hoa Hồng Dương nhá. Chúc vợ chồng em bán hàng thuốc giảm cân đi anh. Ok, thì từ là mình giới thiệu qua cái sản phẩm này đã. Đây, hôm nay nhá, hôm nay là chị em này. Hôm nay là có hai sản phẩm luôn nhá chị em nhá. À, bạn này là bạn, hai sản phẩm. Đấy, em ơi, bỏ qua đây kia đi. Hôm nay là có hai sản phẩm luôn cả nhà cho em cái chia sẻ đi nào, em chưa giới thiệu vội. Đấy, để cô chú anh chị vào đầy đủ đã em giới thiệu, sao lại bỏ cái sâm tô núi vào đây. Hôm nay này, chú ạ. Đây. À,
Đấy nha, cô chú anh chị phản hồi cho em xem cái sâm tồn ứ nó có tốt không, nó có tích cực không, nó cứ như là em nói không này. Đấy. Thì hôm nay nhá, cô chú anh chị nào mà muốn mua sâm tồn ứ ấy thì nhắn tin cho em là chị muốn mua sâm tồn ứ và để lại số điện thoại cho em. Rồi, còn hôm nay em xin giới thiệu cô chú anh chị một cái dòng sản phẩm mới. Đó chính là thảo mộc giảm cân. Ok. Đây, thảo mộc giảm cân đây nha cô chú anh chị nhá. Thảo mộc giảm cân hải sen này. Đấy, hôm nay em không lấy tên hải bé mà lấy tên vợ em luôn, hải sen này. Đấy, và đây, đi liền với thảo mộc giảm cân là có kem bôi body. Đấy, bôi tan mỡ. Đấy, mọi người hiểu không? Nghĩa là hai cái này là một combo. Đây, một combo thì là gồm có 4 lọ thảo mộc giảm này, giảm cân này. Đấy, 4 lọ như này là đủ 1 liệu trình luôn cả nhà nhá. 4 lọ như này và 2 lọ bôi là 1 liệu trình. Thì mọi người mua thì là thôi mua, để mua sau đi, để em nói mua sau đi cả nhà. Bây giờ nhá, sản phẩm tốt hải ạ. Dạ vâng ạ, sản phẩm tốt lắm, dạ vâng, con cảm ơn cô nhá. Bây giờ này em giới thiệu công dụng và cách dùng cho cả nhà đã, xem như thế nào để em nói giá sau nhá cả nhà nhá. Em đóng hàng, bỏ này xuống đây ít thôi, bỏ đi ít thôi, đóng, em phải đóng mấy cái đơn cú đi để anh đánh được. Rồi đây em bóc sản phẩm đây này, review sản phẩm, bây giờ chưa nói giá tiền vội nhá cô chú chị nhá. Chưa nói giá tiền vội, đây này, sản phẩm này em thì là uy tín chất lượng này, tem mác đầy đủ cả nhà nhá. Đây này, tem mác đầy đủ này, bóc tem này. Đó. Cô chú anh chị cho em xin cái chia sẻ trang cá nhân đi, đây, lọ nó đây nhá. Thảo mộc hải sen này, đây, ở trong một lọ này là có, đây, trong một lọ này là có bao nhiêu nhỉ? 30 viên. Cho anh chị lấy hàng luôn. Hả? À thế à? Thế chuyển ra cho chị em cả. Chị ơi lấy hàng cho em nhá. Ok, em đang bán hàng. À hôm trước đơn của anh còn lấy gửi tiền cho chị, hết bao nhiêu tiền vậy chị? Chị chưa hỏi quán bao nhiêu tiền. Vậy thôi sao nhá. Chị cứ lấy đơn này đi. Đấy. Của em 17 đơn. Hoàng Văn Hạch ơi, có ăn có học bạn nói bình thường thôi nhá. Đây cả nhà ơi, trong này là có 60 viên, à có 30 viên này. Đây. Có 30 viên này. Và viên này là viên giảm béo thảo mộc hải sen này. Đây này, mọi người đây nha. Hỗ trợ chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo này. Ở trong này có tất cả trong này có này nhá. Đây, mọi người cứ quét cái má vạch này nhá, là ra tên sản phẩm này. Mọi người quét má vạch này ra tên sản phẩm nhá. Còn ở đây nhá, em đọc công dụng và cách dùng cho mọi người này. Cách dùng ấy là mọi người uống một ngày uống 2 viên. Ngày uống 2 viên trước khi ăn 30 đến 1 tiếng đồng hồ. Đấy, để công dụng làm gì? Để công dụng là giảm cảm giác thèm ăn này. Đấy, hỗ trợ chuyển hóa cái gì nhỉ? Để em tí. Em không biết quên mất cái tiếng Anh này. Này. Đâu nhỏ đây. Đây. Uống một viên trên một lần là một viên, uống ngày uống 2 lần. Sau sáng và bữa trưa. Đấy. Đây. Để em lấy cái này em giới thiệu cho mọi người nhá. Đưa cái điện thoại này. Đây. Nó nhiều công dụng lắm. Đây này em phải ghi lại bao nhiêu một combo vậy dạ. Đợi em một chút nha. Đây công dụng này giảm béo này, hỗ trợ chuyển hóa chất béo làm đẹp da này, đào thải độc tố mỡ thừa, giảm cholesterol và lipid trong máu này, giảm các giảm cảm giác thèm ăn, cân bằng hormone, hỗ trợ giảm hấp thu chất béo và tinh bột, bổ sung chất dinh dưỡng chất quý cho cơ thể mạnh khỏe, mọi người hiểu không? Đấy, một lọ như này thì em bán là theo combo nhé cả nhà nhá. Một lọ như này ấy, là dùng được 15 ngày này, hai lọ là dùng được một tháng này, và một tháng thì là bôi thêm cái kem này nhá cả nhà, kem gen slim body hải sen. Cái kem này để làm gì? Nghĩa là bên trong là giảm ở bên trong rồi đấy, hỗ trợ tốt bên trong rồi, cả bên ngoài. Cái kem này dùng để bôi ở bên ngoài ấy cả nhà nhá, bôi vào chỗ nào mà cả nhà có mỡ thừa ấy, cả nhà bôi vào đấy, bắp tay bụng này. Đây cái kem này thì mình giới thiệu mọi người, cũng có hôm mình giới thiệu cả mọi người rồi. Đây
Đấy, ví dụ như chị em nào mà bầu bì ấy, đẻ xong ấy, chị em nào mà bầu bì đẻ xong là bôi cái này, bụng nó bị dạn ra ấy, bôi cái này rất là tốt luôn. Đây, mỡ thừa, mỡ thiếc bôi vào chỗ nào, tay, bắp chân, đùi này, dạn da này, giúp bôi, giúp làn da căng sáng này, săn chắc này. Chúc anh chị buôn may bán đắt nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn nhá. Mọi người cho em xin cái chia sẻ đấy mọi người ơi. Đấy, hôm nay sản phẩm mới về nhá. Bây giờ em giới thiệu nốt cái này rồi em công bố giá này, công bố giá cho cả nhà nhá. Em làm nốt mấy cái đơn kia đi. Đấy. Bao nhiêu một hộp ạ? Đã, đây ạ. Đây, gan này, bôi vào xoa vào bụng và biếc này. Đấy. Đây mọi người ạ. Gan này thơm phức luôn. Đấy. Thơm phức phức luôn. Ở đây kia đi em. Đấy cả nhà. Đúng rồi, lúc dùng rồi lúc dùng có tăng cân trở lại. Dạ không ạ. Dùng rồi nó không hề tăng cân trở lại đâu mọi người ạ. Mọi người dùng điều độ không tăng cân trở lại đâu. Đấy, bôi tay bôi chân này. Đấy, khô da bôi rất là tốt luôn. Đấy, đắt quá không mua được đâu ạ. Dạ không có đắt đâu mọi người ạ, không có đắt đâu. Sản phẩm từ thiên nhiên mà mọi người, không phải thuốc đâu nha mọi người nhá. Thơm phức luôn á. Đấy, mọi người cho em xin cái chia sẻ đi cả nhà ơi. Đây. Đây là nửa liệu trình nhá cả nhà nhá, nửa liệu trình. Mọi người sử dụng một liệu trình hoặc là nửa liệu trình thì mày thấy là công dụng hiệu quả của nó. Này. Bây giờ mọi người phải chú trọng vào sắc đẹp của mọi người. Ok, 1k rồi cả nhà ơi. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Rồi, bây giờ em xin phép này, em xin phép là công bố giá nhá. Em công bố sâm công bố là không ạ, kem này kem lạnh nha, kem mát chị ạ. Không combo như này là nóng tắt. Em công bố là giảm béo thảo mộc hải sen này. Combo của nó là 1.500.000 là dùng được 2 tháng cả nhà. Đấy, còn mọi người mua combo, nửa combo thì là đây, 2 lọ và 1 lọ bôi. Hả? Ý là anh chỉ giới thiệu là một combo là như này cho cô chú biết. Một combo là gồm là 4 lọ uống này cả nhà, 4 lọ uống và 1 lọ bôi nhá. Từ trong ra ngoài đó, nó tốt, nó giảm cân rất là tốt luôn mọi người ạ, giảm béo rất là tốt luôn. Một hộp bao nhiêu hải dạ? Cháu sẽ bán combo nhá cô nhá, một nửa combo như này á là có giá là 750.000 đồng. Mọi người mua nhá, mọi người mua này, chuẩn bị này. Mọi người mua. Ghi sao? Một combo. Ghi kiểu gì ta? Ghi kiểu nửa combo à hay là ghi kiểu gì nhỉ? Thì vẫn phải ghi nửa. Mọi người mua để lại số điện thoại cho em là được này. Em sẽ gọi tư vấn cho cả nhà. Xem mấy tháng đẻ ơi, dạ chắc là qua Tết ạ. Sao anh không để dùng cho ốm trước đá là sao ạ? Chào anh chị nhé, ok ạ. Ok nhá cả nhà nhá. Rồi, bây giờ em lên. Có ship sang Hàn không? Có nhá cô ơi. À, rồi ok. Riêng hôm nay nhá cả nhà nhá, riêng hôm nay này. Đây. Sản phẩm này em Hải miễn phí ship cho cô chú anh chị. Ok chưa? Đấy. Một nửa combo sẽ có giá là 750.000 và một combo là 4 lọ, một combo là một đủ một liệu trình á, một liệu trình. Bây giờ em nói như này là một liệu trình là 1.500.000. 1.000 hộp Zalo Hải thành phố. Là sao ạ? Sản phẩm này dùng trải nghiệm này... ok không anh? Ok rồi. Em dùng không phải nóng rát nhỉ? Sản phẩm này bôi còn nóng không? Dạ không ạ, bôi mát nha cả nhà nhá. Thơm như một đấy. Thơm mát lắm, không phải nóng rát. Một liệu trình và nửa liệu trình, đúng rồi, một liệu trình và nửa liệu trình nhá. Mọi người mua chỉ cần để lại số điện thoại cho em để em gọi em tư vấn này. Nửa liệu trình có giá là 750.000 và một liệu trình có giá là 1.500.000 nhá cả nhà nhá. Đấy. Cái này thấy Hải dùng thử sâm tồn nữ. Ai giờ ơi, sâm tồn nữ là của chị em phụ nữ, chị em uống làm sao được? Gầy thì uống được không ạ? Dạ, gầy thì cần gì đâu giảm cân đâu. Đó, cả nam và nữ uống được nhé cả nhà nhá. Gầy rồi thì không cần uống làm gì. Đấy, còn cái này này, ship Bình Dương miễn phí không? Có nha, ship toàn quốc luôn. Riêng hôm nay em Hải sản phẩm mới miễn phí ship cho cả nhà luôn. Ok chưa? Cả nhà cho em xin cái chia sẻ nào cả nhà ơi. Ok này. Đấy. Cái kem này là rất là tốt luôn nhá. Chị em nào mà bầu bì á, bầu bì đẻ xong ấy, bụng nó dạn nứt hoặc là nó nhăn nheo ấy thì cả nhà bôi cái kem này rất là tốt. Đấy, mà kèm theo là uống
thảo mộc giảm cân này ấy, thì là quá ok luôn, giảm cả trong cả ngoài là rất hiệu quả, có tăng cân không ạ? À? Dạ không ạ, đây là giảm cân nha cô nhá, giảm cân rất là tốt. Đây. Đang nuôi con nhỏ còn uống. Đang nuôi con nhỏ là không uống được nhá cả nhà nhá, đang cho con bú và bà bầu đang cho con bú là không uống được này, người tiểu đường không uống được này, người tiểu đường là không uống được hai cái này, còn cái này bôi thì vẫn ok nhá cả nhà nhá. Cao huyết áp là không uống được nhá. Một hộp bao nhiêu ạ? Một hộp bao nhiêu dạ? Chị Huyền Anh ơi. Em bán nửa liệu trình và một liệu trình nhé cả nhà nhá. Nửa liệu trình là 750.000 này. Đấy, cả nhà chốt đơn nào. Mọi người để lại số, ai mua để lại số điện thoại cho em Hải để em Hải gọi điện tư vấn cho mọi người cho nó cụ thể luôn. Đấy. Uống không giảm cân có hoàn tiền không? Dạ mọi người ơi, ok luôn. Cả nhà biết là em Hải đã phải là tìm tòi cái sản phẩm nó như thế nào rồi. Đây là sâm tố nữ nhá. Em tà luôn, em nói mọi người là chưa thấy có một cái phản hồi nào mà nó xấu cả, nên mọi người cứ yên tâm dùng sản phẩm nhà em đi. Vậy mua mối lọ bôi có bán không? Mua mối lọ bôi thì là em khỏi không thể miễn phí ship được ạ. Mua mối lọ bôi thì là cả nhà phải chịu ship đấy ạ. Mua mối lọ bôi này thì có giá là 250.000 và cả nhà phải chịu phí ship, nó rơi vào tầm khoảng 275.000 đấy. Đấy, nhưng mà cả nhà nhá, bây giờ này, ông này với bà này nó sinh ra là dành cho nhau rồi. Đấy, mình đừng tách nó ra làm gì cả, để cho nó hiệu quả. Hải ơi, nửa liệu trình, ok, cho tên cô Nguyễn Vọng này, ok. Nguyễn cho Vọng. Tôi Nguyễn Vọng nửa liệu trình này. Đây này, em đóng đơn này. Cháu sẽ đóng vào hộp sâm tuần núi này nhá, đây này. Đây, để đóng đơn, đây là nửa liệu trình của cô. Rồi, nửa liệu trình của cô này, nửa liệu trình của cô là có 750k và được miễn phí ship gồm có hai lọ này. Ok chưa, và một lọ này nhá. Ô không, thật ạ. Đây em đóng. Đưa hộp to, đây, đưa hộp to. Đưa hộp to đây, đưa hộp to đây. Đưa hộp to anh đóng cho. Đấy, là nửa liệu trình của cô chú anh chị. Đấy, cô chú anh chị dùng, nếu mà muốn giảm cân ấy, dùng ít nhất là nửa liệu trình thì bắt đầu là mình mới thấy là có hiệu quả. Rồi mình còn cô chú anh chị mà muốn dùng cả liệu trình ấy thì là ok luôn. Đấy, 1.500.000 đồng mà nó là hiệu quả luôn cô chú anh chị ạ. Mua chỉ cần để lại số điện thoại cho em nhá. Nhưng lọ kia nuôi con không uống được mà. Nghĩa là đang cho con bú thì là không sử dụng được thôi. Đấy, đang bà bầu đang cho con bú này. Bà bầu này đang cho con bú này. Tiểu đường này, người cao huyết áp là không sử dụng được nhá cả nhà nhá. Đấy. Em như nào thì em thôi nói thật như thế mà. Còn mọi người thì ok, mọi người mua cứ để lại số lượng cho em ạ. Uống một liệu trình thì giảm bao nhiêu kg? Dạ, nó còn tùy vào cơ thể mình hấp thụ như nào hay là mình như nào nữa. Còn mọi người yên tâm đi, sản phẩm nhà em thì mọi người biết rồi đấy. Tiểu đường không uống là dạ không ạ. Chốt công Nguyễn Vọng chưa? Rồi, em chốt công Nguyễn Vọng rồi. Ok, con ấn ra đi, bình luận nó bị ẩn đấy. Chốt công Nguyễn Vọng rồi nhá. Các cô này dùng lên là một nửa liệu trì số điện thoại và một liệu trì số điện thoại là cháu sẽ lên đơn cho các cô chú anh chị ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi, em thấy 1.000 người xem mà được có 49 cái chia sẻ thôi, hơi buồn quá cả nhà ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp cho em nhá, mọi người nhá. Trâm ơi, cho nhà con, chị Trâm ơi. Chốt, ok, anh ơi, anh chốt, anh để lại số điện thoại cho em nhá. Đây, đang đến chưa? Đây. Đó, hộp to đâu? Hộp to không vừa à? Đây, đây chưa? Hơi chặt nhỉ? Vậy thì nó không bị lắc. Không sao. Bao nhiêu tiền một loại giảm cân? Tại em bán một nửa liệu trình và một liệu trình ạ. Anh em vào chưa? Tôi vào đóng tạm đi, xong là mai tính tiếp nhá. Hello, chào vợ chồng Hải nhé. Ok nhá cả nhà nhá. Em chào tất cả cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị cho em xin cả cái chia sẻ đi. Có cái nào tăng cân ra không? Dạ Hoàng Huy Hoàng ơi, chỉ có giảm cân thôi, tại vì phục vụ chị em phụ nữ rất là nhiều. Thì chị em phụ nữ là mà em xin giới thiệu mọi người nhá. Gần đến Tết rồi. Cả nhà mua cái này nhá. Tết ăn uống thoải mái luôn. Đó, không sợ béo phì luôn cả nhà. Nhà hàng nhà em chuẩn, em cô em cảm ơn chị Loan Hoàng nhá. Uống thuốc giảm cân có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Dạ không cô ơi, đây nó là một thảo mộc nhá cô nhá. Đây này, giảm béo thảo mộc hải sen, giảm béo thảo mộc hải sen này cả nhà. Nó không phải là thuốc đâu. Đấy, giảm béo bụng bao nhiêu em Hải? Dạ cô ơi, cô mua nửa liệu trình hoặc là một liệu trình đi.
nửa liệu trình là 750.000 nhá, và miễn phí ship cho cô chú anh chị luôn. Đấy, uống ở bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể luôn. Bên ngoài thì cô chú anh chị bôi vào những cái vùng mà mớ nó thừa. Cô chú anh chị bôi vào. Cô nửa liệu trình, ok. Chốt cho cô Phạm Thị Sơn nhá. Hải ơi, nhìn có phúc hậu lắm rồi em. Và cảm ơn chị nhá. Em đang một liệu trình bao nhiêu? Một liệu trình là 1.500.000 ạ. Miễn phí ship cho cô chú anh chị. Ok chưa? Đấy, mọi người bây giờ cô chú anh chị là béo phì này, là béo ấy mà có mỡ thừa ấy, cảm giác mà là rất là khó chịu rồi. Đấy. Bụng này, đùi này, tay này. Một liệu trình là như này nhá. Một liệu trình là cô chú anh chị dùng được 2 tháng này. Một liệu trình là cô chú anh chị dùng được 2 tháng. Ok Nguyễn Huyền ơi, cho em xin số điện thoại Nguyễn Huyền nhá. Đây. Một liệu trình là có 4 lọ uống và 2 là có lọ kem bôi này. Đây. Đây là một liệu trình của cô chú anh chị này, 1.500.000 đồng. Mọi người ạ. 4 lọ uống, 2 lọ bôi. Mọi người mua để lại số lượng cho em này. Em bán là một liệu trình hoặc là nửa liệu trình cả nhà. Nửa liệu trình là 750.000 nhá cả nhà nhá. Thời hạn sử dụng mấy tháng? Con trai ơi, dạ, thời hạn sử dụng thoải mái luôn cô ơi. Đây là thời hạn sử dụng, tất cả mọi thứ là có ở đây hết cô ạ. Đây. 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Đến năm 2025 mới hết được cô ạ. Cô yên tâm đi. Đây nhá cô nhá. Còn bóc ra này. Đây. Tem mác đầy đủ cô chú anh chị nhá. Đây này. Đấy. Ok chưa? Đây. Trong này có 60 viên nhá. Ngày uống 2 viên buổi sáng với buổi trưa đấy. Chị Nguyễn Minh ơi, chị Nguyễn uống trước ăn khoảng 1 tiếng. Chị Nguyễn Minh ơi, chị xem xin đấy, giúp chị em là giảm thèm ăn, nhưng mà ngược lại là bổ sung rất là nhiều chất luôn cả nhà. Gửi Trung Quốc không có nhá chị nhá. Cô chú mua một liệu trình, nửa liệu trình ok. Cô chú mua chỉ cần để lại số điện thoại cho cháu này là có đơn cho cô chú anh chị nhá. Cho chị mua một liệu trình. Chị Nguyễn Minh, em nha, bảo chị Nguyễn Minh chưa? Rồi em bảo chị nhá, em xin thêm số điện thoại ạ. Đúng rồi, mọi người mua chỉ cần để lại số điện thoại cho em nhá. Hôm nay sản phẩm là sản phẩm mới này. Đấy, em đã giúp rắc làm rất từ lâu rồi. Hôm nay sản phẩm mới về mọi người ạ. Mọi người mua thì vui lòng là để lại số điện thoại cho em nhá, cho vợ chồng em nhá. Đấy. Sản phẩm nói chung là mọi người mua mọi người biết rồi đấy. Ok chị Nguyễn Minh nha, em có số điện thoại để em tư vấn cho chị nha chị nha. Chị Nguyễn Minh ạ. À? Đấy. Chị Nguyễn Minh một nửa liệu trình ạ. Chị giọt nước mắt rơi, chị giọt nước mắt rơi. Đây lọ này lắm, lọ này đầy lắm cả nhà ơi, lọ này đầy luôn. Em thôi chị giọt nước mắt rơi nha. Đây nha, chị em nào mà bầu này. Đây. Từ xem nào, nó có bị ấy không nhỉ? Có tìm gì? Đây thì có băng dính, nó dính cái bụng lại á. Dính cái lỗ rún lại á, qua nó sợ lại. Đây. Xảy ra rốn lại. Đây nhá cả nhà nhá. Đây là bụng mà mớ ấy. Cả nhà bôi như này cho em này. 10 phút ngày 10 phút nhá. Đây mình cả nhà pha, cho này. Bôi xong mình massage khoảng từ 10 đến 15 phút ạ. Đấy. Có được không? Đây, bôi cùng bụng nhá. Có Bùi Thị Hương ạ. Tôi cho tôi có Bùi Thị Hương nhá. Mới cứ massage khoảng 10 phút nhá cả nhà nhá. Massage 10 phút nhá. Em cho chị giọt nước mắt rơi một nửa liệu trình ạ. Ấy mọi người mua để lại số điện thoại cho em cả nhà nhá. Dạ, test thử luôn cho anh em. Em là với có giá là 1.500.000 ạ, được miễn phí ship ạ. Đấy. Uống bên trong cơ thể và bên ngoài nhá mọi người. Mọi người chân mà có mỡ thừa hay là tay có mỡ thừa ấy, mà bụng thường là bụng có mỡ thừa. À? Đây mọi người bôi vào sử dụng được. Cứ massage này mọi người, mát lắm. Mọi người yên tâm nhá. 60 tuổi uống không? Dạ, uống được cô nhá, uống được. Đấy, vượt cao tuổi uống được mà. Chỉ là không bị tiểu đường mà không bị cao huyết áp. Dạ, một nửa liệu trình nhà em là có giá 750.000 được miễn phí ship. Và một liệu trình nhà em là 1.500.000 cũng được miễn phí ship ạ. Một liệu trình nhà em là sẽ có 2 lọ bôi ạ, 2 lọ collagen đấy này. 2 lọ body ạ, và 4 lọ thảo mộc. Đây là 4 lọ thảo mộc. Lọ này đầy lắm cả nhà ơi, lọ này đầy ú luôn này. Bôi xong mát luôn nhá. Bôi xong cảm giác mát lắm cả nhà. Nó không phải là nó không phải nóng đâu. Cái này là có 30 viên ạ. Các cái sản phẩm khác là thường là nó bị nóng thôi, nhưng mà sản phẩm này gen body là mát này. Này. Thơm lắm, một mùi thơm phức rồi đấy. Thơm phức rồi đấy. Đấy, mọi người mua để lại số điện thoại cho em này. Nửa liệu trình 750.000, một liệu trình 1.500.000. Ok chưa cả nhà? Anh giới thiệu một nửa liệu trình cho các cô chú xem. Nửa liệu trình là gồm có 2 lọ uống và 1 lọ bôi. Đấy. Là nó đi với nhau là rất là ok luôn cả nhà ạ. Đấy.
nó sinh ra là dành cho nhau mà. Đây mọi người mua chỉ để lại số điện thoại cho em tư vấn ok chưa? Đây còn cả nhà yên tâm về sản phẩm là vợ chồng em nó phải nghiên cứu rất là kỹ rồi, như sâm tố lứa cả nhà dùng là cả nhà biết rồi. Đấy. Cháu không tìm được cái sản phẩm tốt nhất là giới thiệu cho các cô chú và các chị dùng ạ. Đang massage. Tôi muốn giới thiệu đi. Sữa bao nhiêu tiền vậy? Dạ, anh nhờ anh giới thiệu tiền kiểu. Dạ, đi. Một nửa liệu trình nhận em bán một nửa liệu trình là có hai hộp như thế này ạ. Hai lọ uống và một lọ body boy ạ, là có giá là 750.000 đồng phí ship. Và một liệu trình là có sẽ có bốn lọ uống này ạ. Cho chị nửa liệu trình nhá. Ok chị Nguyễn Hoa ơi. Cho đây là chị Nguyễn Hoa này. Đấy, có người uống giảm cân chưa? Cô chú Bầu ơi, cô yên tâm, hôm nay là sản phẩm cháu mới về đây. Đấy, và sản phẩm này là trước là vợ cháu dùng rồi và cháu là tìm hiểu mọi người ạ, nên mọi người yên tâm đi. Đấy. Nên mà cô yên tâm, cô dùng đi mà là cô biết mà. Cho cô Nguyễn Hoa một nửa liệu trình ạ. Sản phẩm này là cháu dùng rồi nha, cháu đã dùng và cháu sản phẩm này cháu dùng này. Trước dùng rồi nên là cháu tìm hiểu rồi mọi người ạ. Mọi người yên tâm đi, không phải lo đâu. Đấy, kể cả giấy tờ pháp lý tất cả mọi thứ là được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và sử dụng rồi, nên mọi người yên tâm đi nhá. Mọi người quét cái mã vạch đằng sau cho em này. Đấy, một liệu trình 750.000 và nửa liệu trình là 750.000, một liệu trình là 1.500.000 nhá cả nhà nhá. Cô chú anh chị mua chỉ cần để lại số điện thoại cho cháu là cháu sẽ chốt đơn gọi điện cho cô chú, ok chưa nào? Đấy, mọi người nhanh tay để lại số điện thoại cho cháu nhá, và cho cháu xin thêm một cái chia sẻ đi cả nhà ơi. Các cháu xin thêm một cái chia sẻ đi. Đây, có bình luận nó nghĩa đó. Đốt bao tiền một hộp sâm tố nứa vậy ạ? À? Dạ, hộp sâm tố nứa là 400.000 nha cô chú anh chị nhá. Đấy, hôm nay sản phẩm mới, cô chú anh chị đẩy sản phẩm này cho cháu một chút nhá. Và sâm tố nứa thì cô chú anh chị mua, cô chú anh chị biết rồi, nó tốt như thế nào rồi. Đấy. Anh về nhà thờ đổ đúng không? Đúng rồi, hôm nay mới về nhà thờ đổ, tối về bán hàng cho cô chú anh chị đấy. Chốt cho chị Nguyễn Hiền này, cho nửa liệu trình. Ok, chốt cho chị Nguyễn Hiền nhá. Nguyễn Hiền một nửa liệu trình ạ. À. Đây ạ. À. Một nửa liệu trình của chị đấy ạ. À. Em sẽ đóng hộp chị nhá. À, sao con? Con chào cô chú chưa? Rồi, con có giảm cân không? Đây sản phẩm là đây trong này là có cho em nửa liệu trình. Ok chị Nang Ne nhá. Chốt cho chị Nang Ne nửa liệu trình này. Đây này mọi người, trong này là viên, nó là giọng viên nhé cả nhà nhá, nó là viên nào. Dạ đây ạ, à, em cho chị một nửa liệu trình nha, chị Nay ạ. À. Chưa kịp chị Nay chị Tấm Mạnh rồi, ok. Một liệu trình sâm tố nữ là mấy hộp ạ? À? Một liệu trình sâm tố nữ là 4 hộp ạ, à? Cũng 1.500.000 đấy ạ. À, một liệu trình của giảm cân là cũng là 2 tháng, là cũng 1.500.000 cả nhà ạ. Sản phẩm điều trị dạ, sản phẩm là thảo mộc giảm cân nha cô chú anh chị nhá. Cô cho cô uống thử nửa liệu trình. Ok cô chú Bầu ơi, cô cho cháu thêm cái số điện thoại cô chú Bầu nhá. Cho cô Từ Vân một nửa liệu trình nhá. Cho cô Từ Vân này, cảm ơn cô Từ Vân nhá. Cho cô Từ Vân nha. Bây giờ những ai mà đặt đơn chốt đơn là vỗ tay nhá, được chưa? Cảm ơn vỗ tay nhá. Đó, bà về lên nhà đi để con bán hàng đi. Không nghe nó họ nó chết. Bà về lên nhà đi. Về lên nhà bán hàng, lang lang ăn ở đây chứ sao được. Chóc cái lòng bán hàng. Dạ em đang bán giảm cân này, em chưa có tăng cân mà. Em đang bán giảm cân cho các cô chú mua một liệu thì là 1.000.000. Bình Minh ơi, EB giá xỉ à, muốn mua giá xỉ à? Rồi hôm nào để em tạo một cái nhóm cần giá xỉ nhá cả nhà nhá. Có tăng cân không em? Dạ không có tăng cân đâu chị ơi, chỉ có giảm cân thôi nhá. Nào mọi người ơi, mọi người cho em chị cái chia sẻ nào. Dạ, một nửa liệu trình, một nửa liệu trình là 750.000 được miễn phí ship các cô chú ạ. Nửa liệu trình gồm có hai lọ này và một lọ bôi này, ok chưa? Đấy, hai lọ, một lọ bôi này, một lọ như này, trong này còn có 30 viên này, cả nhà là ngày sử dụng là hai viên trước ăn một tiếng nhé cả nhà nhá. Và kem bôi này mọi người bôi vào những cái vùng mỡ thừa của mọi người ấy, nó là kem mát nhé cả nhà, bôi mát lắm. Đây này, em bôi xong mát cái bụng em luôn này, xào vào mát cái bụng em luôn. Đấy, nửa liệu trình là 750.000 và một liệu trình là 1.500.000 miễn phí ship cho cô chú anh chị, ok chưa nào cả nhà? Mua chỉ cần để lại số điện thoại cho em Hải này, em hỏi em phải tư vấn cho cô chú anh chị này, uống bao nhiêu mới giảm cân. Cô chú anh chị chưa tin tưởng sản phẩm thì có thể là mua nửa liệu trình. Đấy, khi mà sử dụng nửa liệu trình là cô chú anh chị đã cảm thấy nó đã khác rồi. Và hàng em cô chú anh chị yên tâm đi,
Sâm Tố Núi em là bán của thú anh chị rồi, ok chưa? Nên là chưa em chưa nghe một cái bất cứ là một cái phản hồi nào mà tiêu cực về cái sản phẩm nhà em cả, nên cô chú anh chị yên tâm đi. Đấy. Có thuốc tăng cân không? Dạ không có thuốc tăng cân ạ, chỉ có giảm cân thôi. Đấy chị em nào mà bầu bì xong nhá, dạng nứt da nhăn nheo vào cái vùng bụng ấy, nó nhăn nheo ấy, thì chị em sử dụng cái này bôi vào vùng bụng nhá. Đấy, giúp làm da căng lên luôn và giảm da nhăn luôn cả nhà. Chốt cho chị Chu Bảo nhá. Gửi đi chị Cú cho chị, ok. Chị Lệ Thu ơi, có thể chị nhắn tin vào Zalo chị em nhé. Chị muốn lấy giá xỉ thì đi vào Zalo chị em ạ. Ok chị Lệ Thu, để em tạo một cái nhóm nha, trong này em đăng lên cho cô chú anh chị vào đấy muốn lấy giá xỉ nhá. Tại vì sắp tới đây em sẽ tuyển một cộng tạo tất cả chị em nào mà muốn kinh doanh sản phẩm với em nhá, để cho nó rộng, thị trường nó rộng ra cả nhà. Sản phẩm tốt rồi, muốn kinh doanh hiện tại là sản phẩm này độc quyền của nhà em rồi, chưa có ở bên ngoài, chưa có nên cả nhà. Ok chưa? Đấy. Và hôm nay là như mong muốn của cô chú anh chị thì nay là sản phẩm về rồi, mà em muốn gửi những cái sản phẩm tốt nhất đến cho cô chú anh chị để có một cái sức khỏe và một cái làn da là khỏe mạnh. Đấy. Nửa liệu trình giảm bao nhiêu cân? Dạ nó còn tùy thuộc vào là cái cơ thể hấp thụ của chị như nào đó. Đấy. Chị bông nhung muốn lấy cho em nửa liệu trình. Ok. Chị ơi, chị cho em thêm lại số điện thoại là có đơn nhá chị nhá. Chỉ cần để lại số điện thoại là có đơn thôi. Sao mà căng vậy ạ? Căng là sao ạ? Bao nhiêu tiền rửa em là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tiền vậy em ấy? 750.000 là nửa liệu trình nhá. Một liệu trình là 1.500.000 cả nhà. Giảm cân ạ, đúng rồi ạ, giảm cân ạ. Thảo mộc giảm cân cho cả nhà, giảm béo cho cả nhà nhá. Đấy, mọi người mua thì cần để lại số điện thoại hoặc nhắn tin Zalo cho em là 085-2041-995. Ok chưa cả nhà, ok chưa? Đấy, đơn giản thế thôi. Cảm tiếng luôn, nói cảm tiếng luôn cả nhà. Đây, em để đây cả nhà nhìn rõ nhá. Cái màu, cái vỏ này nó màu xanh. Mà tên là tên sản phẩm của công ty em này, Hải Bé này, trên Hải Bé này. Đấy, dưới tên là Hải Sen, vợ chồng em luôn này. Đấy, nên mọi người yên tâm với sản phẩm này nhá. Chỉ có độc quyền của nhà và của nhà em thôi. Nên mọi người yên tâm cho cả nhà nhá. Không có dòng sản phẩm thứ hai và không bao giờ có hàng giả hàng nhái luôn cả nhà. Đấy. Đây, như Sâm Tố Núi làm gì có chuyện hàng giả hàng nhái đâu cả nhà. Rồi, ok nhá, cả nhà mua chỉ cần để lại số điện thoại cho em nhá. Chị theo dõi vợ chồng lâu rồi, dạ vâng, cảm ơn chị Lệ Thu nhá. Một liệu trình giảm cân gồm có 4 lọ uống và 2 lọ keo bôi. Ok chưa? Là 1.500.000 và nửa liệu trình là gồm 2 lọ uống và 1 lọ bôi như này. Đây, là 750.000. Đấy, lọ 2 lọ này thì chị em uống vào buổi sáng và buổi trưa trước ăn là 30 phút đến 1 tiếng. Và lọ này thì chị em bôi lên cái vùng nào mà mỡ thừa hoặc da nhăn nheo ấy là ok, ngày 2 lần xoa 10 phút. Ok chưa? Đấy. Lên xem nào, bình luận nó bị ẩn à? Lên xem nào. Ẩn đang bị tay đây. Các cô chú mua hàng cứ để lại số lượng, số thoại cháu nhất một nửa liệu gì số thoại cháu sẽ lên đơn ạ. Vì xin bạn đúng rồi ạ. Miễn phí ship cho cô chú anh chị nhá. Miễn phí ship hết cho cô chú anh chị. Ok chưa nào? Đấy. Cô chú anh chị mua thì cần để lại số điện thoại cho em thôi. Anh Hải được thì em nghĩ anh nên đổi sang Kikami là cái gì ạ? Em không hiểu ạ, nửa liệu trình giảm mà mấy cân dặn. Tùy thuộc vào cô chú anh chị là sử dụng và cái cơ thể cơ địa hấp thụ như nào nhá. Có đơn em ơi. Em cho chị bống như muốn khác ạ. Còn mọi người yên tâm về sản phẩm nhà em đi, không phải chê. Mọi người ạ, không phải chê đâu. Cam kết có giảm cân không phải ơi ra. Giảm cân mà, mọi người yên tâm, không phải lo. Còn tùy thuộc vào cơ địa của mọi người như nào thôi. Giảm nhiều hay giảm ít thôi, vấn đề là giảm nhiều hay giảm ít thôi mọi người ạ. Đấy, cho chị bống nhung chưa? Trước em giảm cho xem giảm trước đi động lực cho sản phẩm em nó giảm rồi ạ. Em kể câu chuyện cho mọi người nhá. Nhớ là các cái sản phẩm nhà em ấy thì là em hay theo dõi và em mua và sử dụng như nào. Đấy thì em mới đúc kết ra là em tìm hiểu cho cô chú anh chị. Đây Sâm Tố Núi cũng như thế ạ. Đấy. Và sản phẩm giảm cân này cũng thế, và nhưng mà bây giờ hiện tại là vợ em đang bầu không sử dụng được nhá cả nhà nhá. Đang bầu không sử dụng được đấy. Và đang bầu cho con bú này, người cao huyết áp, người tiểu đường không sử dụng được nhá. Đấy, còn lại là ok hết. Đấy, đàn ông phụ nữ là dùng hết ạ. Lọ keo bôi anh chị muốn hỏi một lọ bôi như này. Một ạ. Lọ bôi như này, một lọ bôi như này là có giá là 250.000, và nếu mà mua lẻ như này á là chị phải chị phải xịn với ship ạ.
Còn nếu mà mua nửa liệu trình hoặc là một liệu trình thì em ship cho chị nhá, miễn phí luôn. Có thuốc tăng cân không phải? Dạ không có thuốc tăng cân ạ. À. Em lên lấy cho anh cái nước cái khăn nước qua. Rồi ok nào, mọi người chốt đơn giúp em nhá. Mua để lại số điện thoại cho em này, sản phẩm thì ok mọi người cứ tin tưởng em đi. Đấy. Mọi người mua nửa liệu trình hoặc một liệu trình để lại số điện thoại cho em nhá. Một liệu trình là 1.500.000, nửa liệu trình là 750.000.